Xin chào các bạn, mình là Tiến Thành và chào mừng các bạn đang xem video của Team DX Corner. Trong video hôm trước thì mình đã unbox và giới thiệu sản phẩm camera mới, đó là camera iMount Ranger 2, có mã A22B. Và cho các bạn xem hình ảnh cũng như đa hạ tính năng quay web và smart tracking. Vậy thì trong video hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Tất nhiên là sẽ trải nghiệm những tính năng nổi bật nhất của chiếc camera iMount Ranger 2 này rồi. Và có một cái thông tin cho các bạn biết, đó là sản phẩm camera này sẽ có giá cực kỳ cạnh tranh so với những dòng camera khác có cùng tính năng trên thị trường. Các bạn có muốn biết tại sao không? Hãy cùng mình trải nghiệm những tính năng này ngay sau đây. Về hình ảnh của chiếc camera iMount Ranger 2 mình đã trải nghiệm thực tế với độ phân giải 20MP Full HD 1080p. Cho hình ảnh của chiếc camera này chi tiết về mọi vật xung quanh, góc rộng hơn cũng như màu sắc tươi và sáng hơn. Đây là một cảnh khác mình đã thu lại ở một quán cà phê. Thật sự về góc rộng mình cực kỳ hài lòng. Các anh em hãy quan sát xem, chiếc camera thu được cả góc trên và dưới sảnh. Wow, chưa kể là các chi tiết và hành động của mọi người đều rất mượt mà. Và đây là một khung cảnh của hai cô gái đang nói chuyện. Anh em nghĩ như thế nào? Với khung cảnh này, mình thêm vào để anh em ngắm cho đỡ chán cho xem video thôi. Ok, chúng ta hãy cùng đến với tính năng tiếp theo nhé. Về chế độ quay web của chiếc camera này cũng dễ dàng điều khiển trên chiếc smartphone và cũng rất là mượt mà. Và một điểm sáng ở đây đó là hạn chế giật và vỡ hình khi chiếc camera này xoay. Và tại sao ngay ở tính năng này mình gọi nó là một điểm sáng? Thì chúng ta hãy cùng chuyển qua một tính năng tiếp theo. Mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao nhé. Smart tracking bám theo chuyển động. Một trong những tính năng được thừa hưởng từ dòng camera trước đó là iMount Ranger Pro không chỉ bắt chuyển động cực nhạy mà có thể là bám theo mọi chuyển động ở trong vùng quan sát của chiếc camera. Đây là tính năng bắt buộc chế độ quay web của chiếc camera phải cực kỳ ổn định để có thể là theo sát và bám theo chuyển động mà không làm vỡ hình mọi vật xung quanh. Ok, chúng ta hãy cùng đến với tính năng tiếp theo. Chế độ đồng thoại hai chiều, một cái tính năng cải thiện rất là tốt, âm thanh thu từ mic và phát ra từ loa rất nhanh và to rõ. Ok, cùng xem nào. Tiến ơi, lấy giùm anh cái con iMount Ranger 2. Đúng rồi. Phát hiện âm thanh bất thường, một tính năng mới được đưa vào dòng sản phẩm camera iMount. Với tính năng này, camera sẽ thu lại mọi âm thanh bất thường và sẽ được báo trên chiếc điện thoại của người dùng. Người dùng có thể là kiểm tra ngay chuyện gì đang xảy ra nha. Ở chế độ phòng ngủ của chiếc camera iMount Ranger 2, khi mà để chiếc camera này ở khu vực không có ánh sáng thì hình ảnh thu được đó là bạn có thể nhìn rõ được mọi vật ở trong vùng quan sát cũng như đó là hình dạng người. Cài đặt âm thanh báo động, một tính năng được thừa hưởng từ dòng camera iMount Look. Và với tính năng này, khi mà các anh em không có ai ở nhà, anh em hãy bật tính năng này lên thì bất kỳ một chuyển động lạ nào chiếc camera này sẽ hú còi lên, sẽ làm hoang mang kẻ trộm. Ngoài ra thì chúng ta sẽ vẫn có là chuẩn nén H265 tiết kiệm thông giúp lưu trữ được lâu hơn. Và mình nghĩ một cái hỗ trợ sau đây sẽ làm cho chiếc camera này cực kỳ đó là có giá rất cạnh tranh so với những dòng camera khác. Đó là nó hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB. Rất là đáng gồm đấy. Ok, như vậy là mình đã vừa trải nghiệm chi tiết những tính năng nổi bật của chiếc camera iMount này. Anh em nghĩ như thế nào về chiếc camera này? Hoặc là anh em có nhận xét như thế nào? Hãy nhớ để cho comment ý kiến mình một xíu nhé. Đừng quên like, subscribe và nhấn luôn chuông để là người đầu tiên xem được video mới và hay nhất của Team DX Corner. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh em các video lần sau.